Không gian xanh, The Sharing Hub là khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ các mái ấm, nhà mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu vui chơi được làm từ các vật dụng tái chế, vừa mang đến không gian vui chơi lành mạnh, vừa giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Không gian xanh được mở ra tại khu vực Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do anh Nguyễn Tuấn Khởi cùng các cộng sự thành lập. Trước đây, khu vực này là một khu đất trống chứa nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, anh Khởi và các cộng sự đã cùng nhau tái tạo lại khu đất thành khu vui chơi cộng đồng. Ở đây thì là chúng tôi nhận thấy là không có một cái hạn chế cái khu vui chơi. Hạn chế khu vui chơi, vì thế là chúng tôi quyết định mở ra cái không gian này để có nhiều cái người đã có một cái cơ hội, có một cái không gian để chia sẻ, và đặc biệt cho các em trẻ khó khăn, những em mồ côi có được cái không gian chơi. Thì khi triển khai thì ý tưởng thôi chỉ đơn giản như vậy thôi, thì những người bạn làm cộng đồng xã hội lâu năm rồi, chúng tôi cũng có nhiều cái kinh nghiệm, và chúng tôi quyết định là chung tay để làm thành cái khu này thôi. Đến với không gian xanh, các em không chỉ được chơi những trò chơi vận động như đá bóng, bóng rổ, mà còn có không gian đọc sách và thỏa sức sáng tạo trong khu vui chơi. Có lâu lâu thì con mới được đi. Con đã đi nhặt quà và đã chơi mấy em, mấy bạn. Hàng tuần sẽ có nhiều các em trẻ mồ côi sẽ đến đây tham dự chơi như thế này, vui chơi cho các em, và đặc biệt nữa là những cái chương trình hoạt động cộng đồng xã hội cũng đến đây để chúng tôi tổ chức các cái sự kiện, thì do chúng tôi gọi là cái không gian chia sẻ. Còn xanh ở đây là đó, các anh chị thấy là nó có một cái bờ sông, rồi có một cái thảm cỏ xanh, rồi có rất là nhiều cái không gian xanh, chúng tôi muốn đem đến một cái lối sống xanh. Và đặc biệt toàn bộ cái ở đây, cái rác thải của cái khu này là chúng tôi sẽ sử dụng để tái chế rác thải hữu cơ, để chúng tôi trồng cây, vừa làm vườn ươm hết, thì cái chữ xanh nó giúp cho cuộc sống nó có thêm cái xanh một chút nữa đó. Khu vui chơi cộng đồng dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chia thành nhiều khu vực khác nhau như thư viện xanh, vườn của bé, khu dã ngoại. Thông qua việc vui chơi và các hoạt động tập thể, các em sẽ được bồi đắp những kỹ năng sống, kỹ năng học tập và phát triển tư duy. Đặc biệt với các mái ấm, nhà mở, khu vui chơi còn hỗ trợ xe để đưa đón các em. Ở đây thì là chúng tôi nhận thấy là không có một cái hạn chế cái khu vui chơi. Hạn chế khu vui chơi, vì thế là chúng tôi quyết định mở ra cái không gian này để có nhiều cái người đã có một cái cơ hội, có một cái không gian để chia sẻ, và đặc biệt cho các em trẻ khó khăn, những em mồ côi có được cái không gian chơi. Bình thường chúng tôi nhận khoảng 30 em, đến 30-50 chúng tôi vừa chơi các trò chơi kỹ năng, các trò chơi dân gian, rồi chúng tôi cho các em bóng đá sinh hoạt cộng đồng, bóng gỗ, dạy thể thao, tưng bóng, rồi rất nhiều khác, và từ sáng cho đến trưa, sau đó ăn một bữa rồi về. Với hướng về cộng đồng, về các em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là bảo vệ môi trường qua những cái việc mà dự án cây xanh, thế là rất ý nghĩa. Thì hy vọng là cái nơi này mình sẽ được đầu tư nhiều hơn, đó, nhiều hoạt động hơn, hoặc cái không gian nó rộng hơn, thì rất là hay. Là cái nơi để các em được xả stress, nó được vui chơi đúng nghĩa. Mong muốn của anh Khởi hay là cùng anh em cộng sự với nhau thì là cũng mong muốn là tất cả các cái khu ở tại Sài Gòn đấy, hay là các tỉnh lân cận các khu vực khác, thì mình sẽ mở rộng những cái chuỗi không gian như thế này để cho các bé được có chỗ vui chơi, ba mẹ có chỗ an tâm cho các bé trải nghiệm. Với những hoạt động dã ngoại trau dồi kỹ năng sống, đây sẽ là một trong những hoạt động ý nghĩa tạo không gian vui chơi lành mạnh cho các em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em ở các mái ấm, nhà mở. Và hy vọng rằng khu vui chơi cộng đồng sẽ được nhân rộng đến nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm nhiều không gian vui chơi trong dịp hè này.